Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Trần Xuân Bình. Ngày hôm nay Bình sẽ chia sẻ Phạm Thành Long tiết lộ 9 bước để xử lý lời từ chối trong bán hàng rất dễ thực hiện. Chúng ta áp dụng 9 bước này sẽ xử lý lời từ chối tất cả những cái lời từ chối của khách hàng trong bán hàng, trong lĩnh vực về bảo hiểm, trong lĩnh vực về bán hàng, tất cả các cái mặt hàng mà khi chúng ta bán hàng thì khi áp dụng quy trình 9 bước chúng ta sẽ có được cái việc xử lý lời từ chối một cách tốt nhất. Tôi là Trần Xuân Bình, trưởng nhóm kinh doanh cao cấp của công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Life Việt Nam, học viên Eagle Camp 12 của thầy Phạm Thành Long. Tôi đã trải qua rất nhiều khóa học tuyệt vời của thầy Phạm Thành Long như Sales Success System, Internet Power System, lập trình vận mệnh, đánh thức sự giàu có, kinh doanh đột phá, xây dựng thương hiệu cá nhân trên Internet và tinh thần doanh nhân. Khi mà chúng ta không có một cái kịch bản xử lý lời từ chối thì khi chúng ta đến với khách hàng và khách hàng đưa ra những cái lời từ chối thì chúng ta lúc đấy là chúng ta cảm thấy rất là bị động và chúng ta cảm thấy rất là bí từ bởi vì chúng ta không có cái sự chuẩn bị. Và nhưng mà nếu như mà chúng ta biết được cái kịch bản xử lý lời từ chối thì trong cái nghệ thuật về bán hàng thì thường sẽ có những cái câu xử lý lời từ chối rất là được lặp đi lặp lại giữa các khách hàng với nhau. Và chúng ta cần phải có một cái kịch bản cho tất cả những cái lời từ chối đó. Và các anh chị chúng ta hãy nên là thực tập và áp dụng, cũng như là chúng ta tự quay video, sau đó chúng ta tự xem lại cái cách để mà chúng ta tư vấn với khách hàng với những cái lời từ chối. Thì nếu như khi mà chúng ta biết được 9 cái bước trong vấn đề về xử lý lời từ chối thì chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua được các lời từ chối của khách hàng một cách rất là dễ dàng và rất dễ thực hiện. Sau đây thì là Bình xin chia sẻ 9 bước để mà chúng ta có cái việc là xử lý lời từ chối trong bán hàng rất dễ thực hiện đến từ người thầy tuyệt vời Phạm Thành Long. Đó là trước khi mà chúng ta thực hiện xử lý lời từ chối thì đầu tiên các anh chị chúng ta phải xác định trong tâm trí, tức là từ chối là bình thường, từ chối là bình thường và không có gì cả. Từ chối là bình thường thôi và luôn sẵn sàng đón nhận cái lời từ chối. Và đừng bao giờ gọi cái đó là, đừng bao giờ gọi sự từ chối, đừng bao giờ là gọi đó là cái sự từ chối, mà hãy chỉ gọi là cái sự bận tâm của khách hàng thôi. Đó chỉ là sự bận tâm của khách hàng. Và từ chối là bình thường và chúng ta có cái cách để mà xử lý lời từ chối. Và khi mà chúng ta sử dụng nhuần nhuyễn 9 cái bước để mà các cái kỹ thuật áp dụng để mà xử lý lời từ chối thì chúng ta hãy luôn luôn tin tưởng rằng, chúng ta cài đặt trong mình cái tâm trí luôn luôn tin tưởng rằng đó chỉ là lý do mà không phải là sự thật. Vâng, đó chỉ là lý do mà không phải sự thật. Tất cả những cái lời nói của khách hàng thì chỉ là cái lời nói dối chính mình của khách hàng mà thôi. Và đừng bao giờ tin những cái điều này. Và 9 bước mà mình muốn chia sẻ để xử lý lời từ chối đó là, thường thì trong công việc bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta được dạy một cái quy trình là 4 bước. Đó là để xử lý lời từ chối thì phải lắng nghe, đồng cảm, cô lập làm rõ và giải đáp thắc mắc. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chia sẻ 9 bước để mà chúng ta có thể xử lý lời từ chối. Đó là cái thứ nhất là từ cái câu chuyện của họ thì chúng ta phải bóc tách cái câu chuyện của họ ra. Tức là thường thì các anh chị sẽ gặp những cái lời từ chối đó là tôi cần phải suy nghĩ, tôi không có tiền, tôi cần phải nói chuyện với một ai đó, tôi về nói chuyện với vợ, tôi về nói chuyện với chồng, tôi cần hỏi ý kiến của vợ, cần hỏi ý kiến của chồng, gửi thêm cho tôi thông tin được không, tôi không có thời gian, không cái này không quá vội, hợp đồng của bạn dài quá, giá của bạn cao quá, tôi làm việc với người khác rồi, gia đình tôi đã có người tư vấn trong ngành bảo hiểm rồi, tôi đã thực hiện bảo hiểm nhưng mà thấy rằng là nó chưa có cái lợi ích và hiệu quả gì, tôi không quan tâm. Vâng, tất cả những cái câu chuyện đó thì chúng ta, bước 1 của xử lý lời từ chối đó là chúng ta cần phải bóc tách câu chuyện của họ ra. Vâng, ngoài vấn đề này thì các anh chị còn bận tâm vấn đề gì nữa không? Sau đó chúng ta lại lặp lại là ngoài vấn đề là chúng ta thấy rằng chúng ta không có tiền thì anh chị còn cảm thấy bận tâm vấn đề gì, còn vấn đề gì phải làm rõ nữa không?
ngoài vấn đề để về hỏi người thân thì anh chị còn vấn đề gì nữa không? Ngoài vấn đề mà chúng ta cảm thấy là không quá vội thì chúng ta còn cái vấn đề gì nữa không? Vâng. Và cái thứ hai là chúng ta đặt câu hỏi. Đó, chính là cái vừa rồi là những cái câu hỏi của chúng ta, là chúng ta phải đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi mở và đặt câu hỏi đóng để mà biết xem là khách hàng còn những cái bận tâm và những cái lời từ chối gì nữa hay không. Đấy là bước thứ hai, là bước mà chúng ta đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi để mà hiểu rõ được cái sự bận tâm của khách hàng. Đó là câu hỏi mở là anh chị còn có những cái bận tâm gì nữa không ạ? Sau đó thì chúng ta đến cái việc là gì ạ? Phân lập vấn đề. Bước 3 là phân lập vấn đề. Tức là ngoài cái vấn đề này ra thì các anh chị còn những cái bận tâm gì nữa. Chúng ta cô lập, chúng ta xác lập xem là cuối cùng thì khách hàng có bao nhiêu cái sự bận tâm như vậy. Và bước thứ 4 là chúng ta phải cần phải đưa vấn đề ra. Chúng ta phải đưa vấn đề ra. Có phải là vấn đề mà các anh chị là hiện nay là đang không có tiền không? Có phải vấn đề là chúng ta thấy rằng là không quá vội không? Có phải vấn đề là các anh chị không có thời gian không? Có phải là chúng ta chưa cần thông tin và anh chị muốn thêm thông tin gì không? Đó, chúng ta phải đưa cái vấn đề ra. Bước thứ 5 là chúng ta phải xử lý kịch bản. Chúng ta phải xử lý kịch bản, xử lý lời từ chối cho những cái vấn đề cơ bản. Đó, tức là những cái vấn đề mà chúng ta đã biết rõ rằng là tất cả khách hàng thì thường đều lặp lại những cái câu bận tâm và những cái bận tâm như mà Bình vừa chia sẻ bên trên. Thì chúng ta cần phải có những cái kịch bản. Chúng ta phải viết ra những cái kịch bản ở nhà. Ví dụ tôi không có tiền thì chúng ta tư vấn thế nào? Ví dụ tôi không vội thì tư vấn thế nào? Ví dụ tôi phải hỏi người thân thì tư vấn thế nào? Thì chúng ta phải có cái kịch bản cho những cái sự bận tâm này. Đó, thì những cái kịch bản mà cho những cái câu bận tâm thông thường thì Bình sẽ xin chia sẻ ở những cái video tiếp theo. Và bước 6 đó là chúng ta cần phải xử lý trước khi nó xảy ra. Tức là chúng ta khi mà chúng ta trong cái quá trình mà tư vấn, trong cái quá trình mà thực hiện bán hàng, thì chúng ta nắm được tâm lý khách hàng và chúng ta có thể phán đoán phần nào là khách hàng sẽ có những cái bận tâm mà là gì, và chúng ta xử lý nó trước khi nó xảy ra. Đó, thì cái này để mà thành công được thì chúng ta cần phải làm nhiều. Chúng ta cần phải làm nhiều, chúng ta thực hành nhiều thì chúng ta sẽ có được cái kỹ năng đó. Thứ 7, bước thứ 7 đó là chúng ta phải chỉ rõ ra cho khách hàng thấy được cái lợi ích. Chúng ta nhớ rằng là chúng ta hãy trình bày về lợi ích và không trình bày về tính năng. Ví dụ như là một chiếc đồng hồ có thể không thấm nước, hoặc là thì chúng ta có thể trình bày luôn về lợi ích là chúng ta có thể dễ dàng những cái đồng hồ Garmin của tôi là đồng hồ Garmin 935, thì chúng ta có thể dễ dàng, chúng ta không cần nói tính năng không thấm nước, mà chúng ta chỉ cần nói là chúng ta có thể dễ dàng đọc và khi bơi thì chúng ta đeo đồng hồ và chúng ta xác định được tất cả các cái chỉ số của các cái môn bơi, đạp, mà bơi, đạp, chạy, có thể đo, đúng không? Chúng ta có thể đo được bước chạy, chúng ta đo được nhịp tim, rồi chúng ta đo được cái thời gian cũng như là cái quãng đường mà chúng ta bơi được bao nhiêu mét. Hoặc là một chiếc điện thoại IP65 thì chúng ta không cần nói về cái tính năng là IP65, mà các anh chị hãy nói là chiếc điện thoại có thể dễ dàng chụp ảnh ở dưới nước. Dễ dàng chụp ảnh ở dưới nước và ghi lại hình ảnh tuyệt vời của các anh chị ở dưới nước. Thì đó là chúng ta chỉ cho khách hàng thấy rõ về lợi ích. Bước thứ 8 là chúng ta cần phải là giảm rủi ro. Ví dụ như trong bảo hiểm của chúng ta thì nếu như trường hợp khách hàng mà muốn hỏi thì các anh chị hoàn toàn có quyền 21 ngày để hỏi người thân và những người khác. Bởi vì chúng ta có 21 ngày để đến bước là gì ạ? Không tham gia, từ chối luôn, trả lại tiền và trả lại đất. Thì 21 ngày đó là giảm thiểu rủi ro. Khách cần hỏi thì chúng ta nói rằng là gì ạ? Các anh chị sẽ có 21 ngày để hỏi người thân của mình. Và trong 21 ngày này thì các anh chị hoàn toàn có quyền điều chỉnh bất kỳ nội dung gì trong giấy yêu cầu bảo hiểm, trong hợp đồng bảo hiểm, và có quyền thậm chí là gì? Từ chối không tham gia. Đó. Thế thì là chúng ta cần phải giảm thiểu cái rủi ro. Vì nếu mà các anh chị tham gia ngay hôm nay thì 21 ngày thì chúng ta có thể là
chúng ta có thể từ chối luôn không tham gia, và cũng có thể sử dụng một cái chương trình quà tặng kết hợp với cái việc giảm thiểu rủi ro. Tức là nếu anh chị tham gia ngay hôm nay, đúng không ạ, nếu tham gia ngay hôm nay thì các anh chị sẽ được một cái lợi ích gì đấy. Ví dụ như là thường thì có một số các bạn là nếu các anh chị tham gia ngay hôm nay thì sẽ được tặng một thẻ chăm sóc khách hàng dành cho con nhân dịp quốc tế thiếu nhi, hoặc là nhân dịp mà chào con kết thúc một năm học tuyệt vời. Hoặc là có những người thì chúng ta nhu cầu họ là chúng ta, có người thì thích tiền, có người thì thích quà tặng, có người thì thích một cái gì đó, một cái sản phẩm gì đó rất là thiết yếu trong nhà họ mà hiện nay họ đang cần, thì chúng ta cố gắng làm sao tìm hiểu được cái nhu cầu này và chúng ta đáp ứng đúng cái nhu cầu đó. Tức là nếu anh chị tham gia ngay hôm nay thì sẽ có cơ hội, thì sẽ được tặng một chỉ vàng chẳng hạn như vậy. Thì chúng ta sẽ ước tính cái việc là chúng ta có thể thực hiện quà tặng lên đến bao nhiêu để mà nó phù hợp cho cái việc bán hàng của chúng ta. Và bước thứ 9 chính là cái bước đàm phán. Tức là gì, chúng ta có thể tăng, chúng ta có thể giảm, chúng ta có thể điều chỉnh, chúng ta có thể làm những cái nội dung theo cái đúng cái nhu cầu khách hàng, và chúng ta cần phải đàm phán. Bước 9 đó là đàm phán để mà chúng ta thực hiện được. Bình xin nhắc lại 9 bước. Bước thứ nhất là câu chuyện của họ, thì chúng ta bóc tách cái câu chuyện của họ ra. Thứ hai đó là chúng ta đặt câu hỏi. Thứ ba là chúng ta phân lập vấn đề. Thứ tư là chúng ta cần phải lôi vấn đề ra. Thứ năm đó là chúng ta cần phải có kịch bản để xử lý những cái lời từ chối. Thứ sáu là chúng ta hãy xử lý nó trước khi nó xảy ra. Thứ bảy là chúng ta hãy chỉ rõ cho họ thấy cái lợi ích. Thứ tám là chúng ta giảm rủi ro. Và thứ chín đó là đàm phán. Vâng, nếu các anh chị thấy video này hay, hãy comment, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để khi Bình chia sẻ những cái vấn đề khác tuyệt vời từ người thầy Phạm Thành Long thì các anh chị sẽ là những người đầu tiên nhận được những cái kiến thức tuyệt vời này. Đặc biệt là tới đây Bình tham gia một cái khóa học Eagle Game kéo dài 8 ngày, thật là tuyệt vời, khóa học đỉnh cao nhất của thầy Phạm Thành Long. Và đó là 9 bước thầy Phạm Thành Long đã tiết lộ, 9 bước để xử lý lời từ chối trong bán hàng, rất dễ thực hiện. Vâng, các anh chị hãy đăng ký kênh để lắng nghe thật nhiều những kiến thức tuyệt vời từ người thầy Phạm Thành Long do Bình sẽ chia sẻ với các anh chị. Vâng, và chúc các anh chị một buổi tối tuyệt vời, thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.